Bạn đang đến với kênh YouTube Báo Vietnamnet. Hãy cùng chúng tôi điểm qua những tin chính đáng chú ý. Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol cho biết một phái đoàn của Seoul sẽ đến thăm Ukraine trong tuần này để chia sẻ thông tin về việc quân đội Triều Tiên được điều động đến Nga. Tổng thống Yoon đã trình bày về kế hoạch này trong cuộc điện đàm với Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO Mark Rutte. Ông Yoon nói, tôi hy vọng rằng dưới sự lãnh đạo của Tổng thư ký Rutte, NATO sẽ tăng gấp đôi nỗ lực giám sát và ngăn chặn các cuộc trao đổi bất hợp pháp giữa Nga và Triều Tiên với tinh thần đoàn kết và phối hợp. Ông Yoon còn cho biết phái đoàn Hàn Quốc sẽ báo cáo trước Ủy ban Chính trị và An ninh của Liên minh châu Âu EU vào thứ Ba, sau đó đến Ukraine gặp gỡ các quan chức tình báo và quốc phòng để chia sẻ thông tin về tình hình chiến trường cũng như thảo luận về các biện pháp hợp tác. Trong cuộc điện đàm thứ hai với Tổng thống Hàn Quốc trong vòng một tuần, Tổng thư ký Rutte cho biết sự tham dự của lực lượng Triều Tiên vào chiến dịch ở Ukraine là vấn đề ưu tiên hàng đầu đối với NATO. Ông bày tỏ hy vọng sẽ có thể tiếp tục thảo luận về các biện pháp đối phó và chia sẻ thông tin liên quan đến cuộc xung đột. Trước cuộc trao đổi với ông Rutte, Tổng thống Yoon đã có cuộc điện đàm riêng với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen để chia sẻ thông tin về hoạt động của Triều Tiên, đồng thời thảo luận về việc hợp tác với các thành viên EU. Ông nhận định đây là tình huống nghiêm trọng khi việc triển khai quân đội Triều Tiên đến tiền tuyến ở Ukraine có thể diễn ra sớm hơn dự kiến. Đáp lại, bà von der Leyen đã bày tỏ mối quan hệ sâu sắc về việc triển khai quân đội của Triều Tiên, theo văn phòng của Tổng thống Yoon. Người đứng đầu EU cho biết diễn biến mới nhất là một vấn đề nghiêm trọng, làm gia tăng thêm cuộc xung đột đang diễn ra ở Ukraine, nhấn mạnh sự sẵn sàng hợp tác tích cực của EU với Hàn Quốc để giải quyết các mối đe dọa an ninh đang gia tăng. Hàn Quốc và Mỹ cáo buộc Triều Tiên gửi 3.000 quân đến miền đông của nước Nga, trong khi cơ quan tình báo của Seoul dự kiến số binh sĩ Triều Tiên được triển khai đến tháng 12 có thể lên tới khoảng 10.000 người. Ông Yoon cho biết sự hợp tác quân đội bất hợp pháp giữa Nga và Triều Tiên về cơ bản làm suy yếu trật tự quốc tế, gây ra mối đe dọa đối với hòa bình trên bán đảo Triều Tiên và toàn cầu. Tổng thống của Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên rút quân ngay lập tức, đồng thời chấm dứt hợp tác quân sự với Moscow. Ông tuyên bố sẽ cùng với EU xem xét các biện pháp ứng phó thực tế. Ông nói, chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp theo từng giai đoạn, tùy thuộc vào diễn biến trong hợp tác quân sự giữa Nga và Triều Tiên. Vào tuần trước, thì Tổng thống Yoon cho biết Seoul có thể sẽ cân nhắc cung cấp vũ khí cho Ukraine thay vì chỉ gửi viện trợ nhân đạo như chính sách trước đó. Cũng trước đó, theo Tổng thống Volodymyr Zelensky, những binh sĩ Triều Tiên đầu tiên đã được triển khai ở tiền tuyến vào ngày 27 và ngày 28 tháng 10. Người phát ngôn nhóm tác chiến Svet, ông Minik, cũng viện dẫn thông tin tình báo cho biết lực lượng Triều Tiên đang được triển khai gần với mặt trận ở Kursk. Tuy nhiên, lực lượng Ukraine vẫn chưa chạm trán với họ và chưa bắt giữ được bất kỳ binh sĩ Triều Tiên nào. Thông báo trên kênh Telegram, Cơ quan Tình báo Quân sự Ukraine cho biết khoảng 12.000 quân nhân Triều Tiên, bao gồm 500 sĩ quan và 3 tướng lĩnh, đã có mặt tại Nga và hoạt động huấn luyện đang diễn ra tại 5 căn cứ quân sự. Thông báo có đoạn, Moscow đã bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Unuzbek Jevkurov chịu trách nhiệm kiểm soát hoạt động huấn luyện và điều chỉnh quân đội Triều Tiên. Trong khi đó, Kyodo News dẫn lời một nguồn tin quân sự Ukraine tiết lộ khoảng 2.000 quân nhân Triều Tiên đang di chuyển tới khu vực miền Tây nước Nga, giáp biên giới Ukraine sau khi hoàn tất khóa huấn luyện. Nga và Triều Tiên chưa đưa ra bình luận về cáo buộc này. Trước đây, Bình Nhưỡng tuyên bố về hợp tác quân sự với Moscow. Họ không cảm thấy cần phải bình luận về những đồn đoán dập khuôn vô căn cứ nhằm bôi nhọ hình ảnh đất nước này và làm suy yếu mối quan hệ hợp tác, hữu nghị và hợp pháp giữa hai quốc gia có chủ quyền. Trong cuộc hội đàm với người đồng cấp Ba Lan đang ở thăm Seoul, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol tuyên bố Seoul sẽ không ngồi yên trước việc Bình Nhưỡng triển khai hàng nghìn quân để giúp Nga trong chiến dịch quân sự ở Ukraine. Liên quan đến việc Triều Tiên đưa binh sĩ tới Nga, ngày 23 tháng 10, Mỹ lần đầu tuyên bố nước này có bằng chứng cho thấy Triều Tiên đã đưa 3.000 binh sĩ tới Nga, một động thái có thể dẫn tới sự gia tăng đáng kể trong cuộc xung đột kéo dài hơn 2 năm. Phát biểu với báo chí, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho rằng sẽ rất nghiêm trọng nếu Triều Tiên chuẩn bị chiến đấu cùng Nga ở Ukraine, như điều Ukraine đã cáo buộc. Nhưng ông cho biết vẫn phải chờ xem họ sẽ làm gì ở đó. Ông Austin nói với các phóng viên, có bằng chứng cho thấy quân đội Triều Tiên đang hiện diện ở Nga. Cũng trong ngày 23 tháng 10, người phát ngôn Nhà Trắng John Kirby cho biết, Mỹ tin rằng
Ít nhất 3.000 binh sĩ Triều Tiên đang được huấn luyện tại 3 căn cứ quân sự ở miền đông nước Nga. Theo ông Kirby, từ đầu đến giữa tháng 10 năm 2024, các binh sĩ này đã di chuyển bằng tàu từ khu vực Kursan của Triều Tiên đến thành phố Vladivostok ở miền đông nước Nga trước khi được đưa đến 3 địa điểm huấn luyện quân sự ở miền đông nước Nga. Ông Kirby nhấn mạnh, nếu họ triển khai để chiến đấu chống lại Ukraine, họ sẽ trở thành mục tiêu tấn công. Quân đội Ukraine sẽ tự vệ trước các binh sĩ Triều Tiên giống như cách họ tự vệ trước những binh sĩ Nga. Trong khi đó, các nhà lập pháp Hàn Quốc dẫn nguồn tin từ cơ quan tình báo nước này cho biết, Triều Tiên cam kết sẽ cung cấp tổng cộng khoảng 10.000 binh sĩ cho Nga và dự kiến sẽ hoàn tất việc triển khai vào tháng 12 năm 2024. Ông Park Sun-won, một thành viên của Ủy ban Tình báo Quốc hội Hàn Quốc nói rằng, trong khoảng thời gian từ tháng 9 đến tháng 10 năm 2024, chúng tôi đã phát hiện những dấu hiệu cho thấy Triều Tiên đang huấn luyện cho các binh sĩ này. Mỹ đánh giá việc Triều Tiên đưa binh sĩ tới Nga có thể là bằng chứng cho thấy quân đội Nga đang gặp vấn đề về nhân lực. Về phía Liên Hợp Quốc, ngày 24 tháng 10, phát biểu tại Washington, ông Farhan Ha, người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho biết, tổ chức đa phương lớn nhất hành tinh đã chính thức lên tiếng phản đối việc quân sự hóa hơn nữa cuộc xung đột ở Ukraine ở bất kỳ bên nào. Ông Ha cũng khẳng định, mọi hành vi vi phạm lệnh trừng phạt liên quan Triều Tiên sẽ phải chịu sự giám sát và xử lý của Ủy ban trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Trong cuộc gặp gỡ cùng ngày với Tổng thống Nga Vladimir Putin bên lề hội nghị thượng đỉnh BRICS tại Kazan, Tổng thư ký Guterres một lần nữa nhấn mạnh lập trường cứng rắn của Liên Hợp Quốc về cuộc xung đột Nga-Ukraine, cần thiết lập quyền tự do hàng hải ở Biển Đen không chỉ vì lợi ích của Ukraine và Nga mà còn vì an ninh lương thực và năng lượng toàn cầu. Trước đó cùng ngày, Tổng thống Putin tuyên bố Moscow sẵn sàng xem xét các phương án nhằm chấm dứt xung đột, miễn là chúng phản ánh đúng tình hình thực tế. Hội nghị tham vấn an ninh Mỹ-Hàn SCM lần thứ 56 sẽ được tổ chức tại thủ đô Washington DC vào ngày 30 tháng 10 tới. Ngày 25 tháng 10, Lầu Năm Góc thông báo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và người đồng cấp Hàn Quốc Kim Jong-un tham dự hội nghị tham vấn an ninh Mỹ-Hàn SCM lần thứ 56 tại thủ đô Washington vào ngày 30 tháng 10. Dự kiến hai bên sẽ thảo luận về cách thức triển khai thực tế tầm nhìn quốc phòng quan hệ đồng minh Mỹ-Hàn mà hai bên nhất trí vào năm ngoái, cũng như củng cố hơn nữa mối quan hệ đồng minh chiến lược toàn diện toàn cầu giữa hai quốc gia. Ngoài ra, lãnh đạo quốc phòng Mỹ-Hàn sẽ tiến hành đánh giá tình hình an ninh trên bán đảo Triều Tiên liên quan đến việc Bình Nhưỡng cử binh sĩ tới Nga, trao đổi về chính sách hợp tác đối phó với Triều Tiên và các biện pháp tăng cường khả năng răn đe mở rộng cũng như hợp tác toàn diện trong lĩnh vực quốc phòng. Tham dự cuộc họp còn có các quan chức cấp cao khác của hai nước trong lĩnh vực quốc phòng và ngoại giao. Nhân dịp này, đại diện phía Hàn Quốc sẽ đến đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm cựu chiến binh chiến tranh Triều Tiên ở Washington DC, thăm một cơ quan nghiên cứu hệ thống phức hợp máy bay có người lái và không người lái của Mỹ. Tình hình bán đảo Triều Tiên đã và đang trở thành tâm điểm khu vực, quốc tế trong suốt thời gian qua. Liên tiếp các động thái đầy căng thẳng và tăng cao, nguy cơ bùng phát các cuộc xung đột trên bán đảo Triều Tiên ngày càng trở nên hiện hữu. Trước đó, Triều Tiên đã bác bỏ những đồn đoán từ Hàn Quốc và Ukraine rằng Bình Nhưỡng gửi quân tham chiến cùng Nga trong xung đột Ukraine. Theo hãng thông tấn Yonhap, thông tin trên do một đại diện của Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc phát biểu trong một cuộc họp Ủy ban lần thứ nhất Hội đồng Liên Hợp Quốc về giải trừ quân bị và an ninh quốc tế ngày 21 tháng 10. Đây là bình luận công khai đầu tiên của một quan chức Triều Tiên kể từ khi cơ quan tình báo Hàn Quốc tuần trước cho biết Bình Nhưỡng quyết định sẽ gửi khoảng 12.000 quân đến chiến đấu trong chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine và điều động khoảng 1.500 quân tới Vladivostok để huấn luyện thích nghi. Quan chức trên nhấn mạnh, về cái gọi là hợp tác quân sự với Nga, phái đoàn của tôi không cảm thấy cần phải bình luận về những đồn đoán dập khuôn vô căn cứ. Trước đó cùng ngày 21 tháng 10, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng khẳng định Moscow cam kết tiếp tục duy trì hợp tác với Bình Nhưỡng, song không trả lời câu hỏi về việc liệu Nga có sử dụng quân đội Triều Tiên hay không. Ông Peskov nói rõ, Triều Tiên là nước láng giềng và đối tác thân thiết của Nga. Chúng tôi phát triển quan hệ trong mọi lĩnh vực và đó là chủ quyền của chúng tôi. Chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển hơn nữa sự hợp tác này. Về đồn đoán quân đội Triều Tiên ở Nga, phía Mỹ phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc rằng đây sẽ là một diễn biến đáng lo ngại và Washington đang tham vấn các đồng minh đối tác về những hậu quả của một động thái táo bạo như vậy. Trong khi đó, phát ngôn của Ủy ban châu Âu Peter Sano đã cho biết Liên minh châu Âu rất quan ngại nếu các báo cáo về vụ việc là sự thật. Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của Báo Vietnamnet. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!